Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng tất cả các quay trở lại kênh Đặng Tí Nauro. Thì ngày hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng thì xin kính chúc các một tháng mới sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi nhá. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là đến Tết rồi. Nên là thực sự bác phải những công việc cuối năm rất là gấp rút luôn. Thì ngày hôm nay mùng 1 đầu tháng em Đặng Tí Nauro tiếp tục giảm giá sốc các bác như thường lệ luôn, những mặt hàng đẩy vang mic, lưng tiếng quản lý nguồn rất là rẻ ngày hôm nay. Nếu bác nào đã biết rồi, em Đặng Tí Nauro luôn xả qua những mặt hàng ngày mùng 1 quá sốc luôn. Thì trước khi vào video các ông cầu hộ cho một like nhá, mùng 1 đầu tháng các hoan hỉ hộ cho một like và nhấn đăng ký kênh Hồng Đỏ bên dưới để ủng hộ em Đặng Tí nhá. Ok, chưa mùng 1 đầu tháng bác hoan hỉ hộ cho một like nào. Anh em mùng 1 đầu tháng nhá. Bác bỏ ra vài giây nhấn nút like, anh em hoan hỉ mùng 1 đầu tháng nhấn like và đăng ký kênh cho em. Và em sẽ báo giá từng sản phẩm một các bác nhá. Các ông xem hết video cho em sẽ báo giá luôn từng sản phẩm một các ngày hôm nay luôn. Sẽ đi rất là nhanh nhá. Rồi. Và đầu tiên thì ngày hôm nay em Đặng Tí Nauro sẽ bán giảm giá bác 5 chiếc vang cơ lai số Tamashii LX9 hàng thương hiệu của Nhật Bản Tamashii. Đây phiên bản mới nhất và cao cấp nhất của Tamashii về biển này. Cơ lai số con này đầy đủ cổng qua Bluetooth nha, hàng chính hãng thương hiệu Nhật Bản nhá. Tất cả sản phẩm 715 nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc khi mua hàng, em biết rồi. Đây bản mới nhá, màn hình rất lớn luôn và đặc biệt con này rất dễ chỉnh. Này để bán quá nhiều rồi, nếu mà thuộc kênh của em đã biết rồi. Đầy đủ mã QR, hàng chính hãng thương hiệu Nhật Bản nhá. Đây đằng sau đây. Có đầy đủ cổng qua Bluetooth này, hai đường nhạc vào này. MLMR hai đường ra chính này, hai đường sâu đao, đường center và đường sup. Con này nó tận 6 đường ao ra như vang số cao cấp luôn. Hỗ trợ cả mic calon, mic 6 ly đằng sau, rất tiện lợi đúng không? Và đằng trước của con vang thương hiệu Nhật Bản quá đẹp. Đầu tiên là cổng nhạc, cổng mic, của chuông vang nhại. Và một cái màn hình số rất là led luôn. Và nó chỉnh này rất đơn giản, tôi chơi phần echo, mic, nhạc, bass chung của chắc echo này, bass chung của chắc mic, bát chung của chắc của nhau và đây phần echo dị vật đây. Cực kỳ dễ chỉnh và em nó lại bao hành dương vang này, cơ lai số bản mới nhất 2022 nhá, chính hãng luôn. Rồi bán xã lô từ mic và sẽ báo giá luôn ngày hôm nay, giảm giá duy nhất cho các bác 5 chiếc ngày 1 tháng thôi. 1 2 5 6 7 2 mùa xuân đưa đi hoa vi chi những bàn tay lập sầu về hay tôi tạm chỉ về lấy một thay. Em nghe anh hát điều ni qua cầu lập sầu về tạm chỉ về lấy một thay. Bác nghe cái phần echo gì vừa con này quá ngọt rồi. Lập sầu về lấy một thay. Và đặc biệt ngày hôm nay báo giá luôn một ngày mùng 1 đầu tháng nhá. Mùng 1 đầu tháng có hoan hỉ hộ một like nào, mùng 1 đầu tháng bác nhớ bảo hộ một like và đăng ký kênh cho em. Em xin báo giá luôn, bác nào chốt nhắn tin ngay cho em, chốt vang LX9 hàng thương hiệu Nhật Bản, một con vang thương hiệu Nhật Bản Tamashii hàng chính hãng. Hiện nay công ty đã bán con này là 2.300.000, nhưng ngày hôm nay giảm giá ngày 1. Bác nào chốt nhắn tin cho em, chốt vang LX9 này, mua đen LX9, nhắn tin con sẽ chốt vang LX9 giá 1.450.000. 1.450.000 ngày đầu tháng, bác nào chốt nhắn tin ngay cho em, chốt vang LX9, 1.450.000, em bao ship tận nơi bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra toán tặng đôi giắc calon, quá thoải mái luôn, không cần phải cọc, rất thoải mái. Chốt vang LX9 đúng 5 chiếc duy nhất nha, 1.450.000. 1.450.000 một chiếc. Chốt hãy nhắn tin qua số điện thoại em. Anh em lấy vô lòng hãy nhắn tin qua số điện thoại nhá, đúng cú pháp cho em nhá. Chốt vang LX9 cho em. 1.450.000, em bao ship tận nơi. Bảo hành 1 năm, một con vàng cơ lai số nó quá đẳng cấp luôn. Hàng thương hiệu Nhật Bản bảo hành 1 năm chính hãng luôn nhá. Rồi. Rồi và tiếp tục theo cầu bóng đây. Thì ngày hôm nay sẽ tiếp tục giảm giá các bác 3 bộ mic JBL KMC8 cho ba bác nhanh tay ngày 1 đầu tháng nhá. Thì đây là một dòng mic quá quen thuộc nếu bác là thợ kênh của em rồi. Về chất âm dòng này quá là hay và đặc biệt giá ngày này rất là rẻ luôn. Đây JBL đây. Bác đã mua mic này thì nói luôn chưa bác nào chê điểm gì rồi, với cái tầm giá nó quá sốc luôn. Đây, sẽ giác nguồn, giác 6 ly và hai bên giác calon nhá. Cái này thì không phải giới thiệu nhiều rồi. À, nguyên hộp sốc luôn, bảo hành 1 năm. Không hay cứ giản em, rất thoải mái luôn. Và đây tai mic của JBL đây. Dòng này thì quá đẹp rồi con nhá. Thực sự là cái tay mic của nó cầm cực kỳ chắc và đầm luôn. Đấy, tay rất là dài và thon, tay đôi chuột hàng cao cấp nhá. Em bao có phải chất âm không hay giả là em có thể nhận hàng kiểm tra toán không hay giả em luôn. Và đặc biệt giá ngày nay mùng 1 đầu tháng thì quá sốc luôn. Đây cái tay mic này, quá chất luôn. Em sẽ lôi tay mic và sẽ báo giá luôn. Rất nhanh, đi rất nhanh nhá. 1 2 3 4 5 6 7 1 2. Em ơi chung mình sống mình lên 1 2. Thực sự về cái tiếng mic của nó quá dày dặn và đủ ba giải luôn. 1 2 5 6 7 lên.
Sau đây lên 1-2. Quá chay luôn, về chất âm. Em xin báo giá ngày hôm nay, em báo luôn một mức giá cực kỳ tốt. Bác là chốt nhắn tin em, chốt mic C8, chỉ cần ghi rõ mỗi chốt mic C8. Giá ngày hôm nay mùng 1 đầu tháng chỉ có 1.200.000 mic này thôi, không ở đâu có luôn. 1.200.000 bao ship nơi 715, chốt mic C8, chỉ cần ghi mỗi chiếc chốt mic C8, nhắn tin em. 3 bộ duy nhất. Mùng 1 đầu tháng có mới bảo hộ cho Hoan Hỉ của chúng ta nào. Mùng 1 đầu tháng có hạn nhớ Hoan Hỉ ủng hộ cho đạo tí số 1 like và đăng ký kênh em nhá. Chốt mic C8, hiệu chốt mic C8, nhắn tin cho em. 1.200.000 bộ mic này. Có mua ở đâu được nào? Thực sự là về cái chất âm và cái độ đẹp của dòng mic cao cấp thì không phải bàn. Chốt mic C8, 1.200.000. Ok chưa? Rồi. Và tiếp tục đây. Thì ngày hôm nay cũng tiếp tục là chiếc máy lưng tiếng Tamashii hàng chính hãng cũng đến thử cho bạn. Con này thì không bàn cãi nhiều rồi. Đây là phiên bản lưng tiếng hay nhất hiện nay trên thị trường và bản cao cấp nhất luôn. Có đầy đủ cổng quang Bluetooth nhá. Hàng chính hãng thương Nhật Bản luôn, dòng này thì không phải giới thiệu nhiều đâu các nhá. Trong bộ dàn vậy hôm nay không thể thiếu chiếc máy lưng tiếng rồi. Để lưng tiếng nhạc tiếng mic con này cực kỳ tuyệt vời. Đây có đầy đủ cổng quang Bluetooth này. Hai đường nhạc vào này, hai nhạc ra này. Đây đường ra sút này. Đấy, bên này sẽ tặng đầy đủ dây jack carbon quad và đặc biệt cho anh em xem ruột gan của chiếc máy lưng tiếng này. Nó có một chiếc con IC giải mã này, nó lưng tiếng rất là sạch sẽ luôn. Đây. Hàng cao cấp thì các yên tâm luôn, có IC giải mã nhá. Và nó nhìn này, rất đẹp luôn. Hàng chính hãng thì ở bản bảo hành có 1 năm. Đấy, cổng quang Bluetooth đầy đủ bản mới nhất rồi, không còn bản nào cao cấp hơn đâu. Đặc biệt có hai đúng to nhỏ hai bên, màn hình rất LED nhá. Và em xin báo giá luôn ngày hôm nay, ngày mùng 1 đầu tháng. Các bác mua một chiếc máy lưng tiếng này ngoài thị trường không dưới 2 triệu đúng không? Nhưng ngày này bác là chốt nhắn tin cho em, chốt lưng tiếng FX21, model này FX21 này. Ví dụ chốt lưng tiếng FX21 giá 1.200.000 ngày hôm nay. 1.200.000 bao ship, bác nào chốt nhắn tin ngay cho em, chốt mic, chốt lưng tiếng FX21. Một mức giá tốt nhất trong các bác thời điểm này. Chốt lưng tiếng FX21, nhắn tin cho qua số em 1.200.000. Ok chưa, có thấy giá rẻ nhớ ủng hộ cho like nào. Chốt lưng tiếng FX21 1.200.000. Một chiếc máy lưng tiếng chính hãng thương Nhật Bản Tamashii. Bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Chốt lưng tiếng FX21 1.200.000. Rất rẻ rồi. Không ở đâu rẻ hơn được các bác nhá. Bản cao cấp nhất hiện nay. Đấy, chốt lưng tiếng FX21 1.200.000 nhá. Ok các bác, quá nhiều mặt hàng, em sẽ đi rất nhanh nhá. Rồi. Và ngày hôm nay cũng theo yêu cầu của bác, em sẽ tiếp tục bán xả giảm giá bác 3 chiếc quản lý nguồn B3. Hàng cao cấp, dòng này chắc không đạt lẫn bác rồi. Bác nào làm sự kiện dùng gia đình thì không bây giờ không thể thiếu chiếc quản lý nguồn này rồi. Và đây là phiên bản cao cấp của B3 nhá. Đúng 3 chiếc ngày hôm nay với giá giật mình luôn. Ngày 11 em bán giá toàn bộ giá giật mình hết. Đây. Bản cao cấp khi có sự cố nó nhảy luôn này. Đấy, nó sẽ bảo vệ toàn bộ thiết bị các bác. Đằng sau có 8 ổ cắm và tất cả chân cắm là bằng đồng hết. Và bác nhìn cái dây nguồn đầu vào nó cực kỳ lớn nhá. Dây nguồn đầu vào cực kỳ lớn, các bác yên tâm về độ chịu tải nhá. Đấy, hàng cao cấp của B3, tất cả sập hỏi 1 năm. Các bác mua một chiếc quản lý nguồn như này, bản cao cấp đẹp như này ngoài thị trường thì nó luôn được không dưới 2 triệu rồi. Nhưng ngày hôm nay mức giá thực sự bác không ngờ tới ngày 1 luôn. Bác là chốt nhắn tin cho em, chốt quản lý nguồn B3. Ghi rõ chốt quản lý nguồn B3, nhắn tin qua cho em đúng 3 chiếc giá 1 triệu một chiếc ngày hôm nay. Uy tín chưa, bao ship tận nơi bảo hành 1 năm, chốt quản lý nguồn B3 1 triệu, không ở đâu có giá này rồi. Khẳng định anh em là không ở đâu có giá này. Chốt quản lý nguồn B3 1 triệu. 1 triệu bao ship tận nơi, bảo hành 1 năm. Nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Chốt quản lý nguồn B3 cho em 1 triệu nhá. Không phải bàn cãi nhiều với mức giá này, không ở đâu có luôn. 1 triệu một chiếc, bao ship tận nơi. Ghi rõ đúng cú pháp cho em, chốt quản lý nguồn B3, nhắn tin qua cho em 1 triệu một chiếc, bao ship tận nơi bảo hành 1 năm. Đấy, chốt quản lý nguồn B3 hàng cao cấp nhá. 1 triệu một chiếc quản lý nguồn này em đố bác là mua được luôn. Ok, bác nào lấy nhắn tin cho em nhá. Đấy, rất là nhiều mặt hàng này, quá hết sức thông cảm, em sẽ đi rất nhanh. Rồi vào ngày hôm nay đây, cái này sẽ lên sóng luôn các bác đây. Em vừa về có được 10 chiếc đẩy Martin MA2900, công suất con này 900W một kênh. Con này sử dụng mạch Class TD phiên bản mới cực kỳ cao cấp luôn. Con này em hàng thanh lý, hàng tồn kho còn nguyên hộp xốp luôn của Martin nhá. Martin quá nổi tiếng, MA2900 nhá, 900W một kênh. Bánh tốt cho em 2 đôi full 30 hoặc đôi full 40 cùng 100 con này cũng thoải mái luôn. Bao nhiêu nó đẹp, thực sự quá đẹp và rất nặng nha. Con này nguồn đồng rất nặng. Và đặc biệt con này sử dụng một mạch Class TD phiên bản mới cao cấp 2 kênh. Rồi cho anh xem qua rồi ra một chút đây. Đối với dòng Class TD đây, nguồn đồng nhá, hàng cao cấp luôn. Đây cho anh em xem. Thực sự đối với dòng Class TD thì chắc không phải bàn cãi nhiều là mạch này có hay không nhá. Thực sự nó quá đẹp luôn. Chạy sơn lấy V kép và cho bác xem một chút về cái nội thất của nó đây.
nó sẽ chạy hai tầng vỉ, mỗi kênh sẽ đánh một vỉ như này. Anh em mình chất rồi. Class TD thì quá biết rồi đấy, về cái độ sạch sẽ, về độ tiếng hay thì thực sự là thời điểm này khó có dòng nào qua được Class TD. Và độ bền bỉ, anh em mình hàng cao cấp nhá. Martin thì quá cao cấp rồi. Đúng Class TD cho anh em mình nhá, rất sạch sẽ luôn. Rồi và em xin báo giá luôn ngày hôm nay. Giá cực kỳ sốc luôn, 900 một kênh. Chốt nhắn tin em, chốt đẩy MA2900. Chốt đẩy MA2900 cho em, giá em để 4.600.000 bao ship. 4.600.000 bao ship ngày 1 đầu tháng và không cần phải cọc luôn, nhận hàng kiểm tra anh toán không phải cọc. Chốt đẩy MA2900. 900 một kênh, giá nó quá tốt các bác, không thể mua ở đâu một con đẩy 900 một kênh của Martin. Đẹp như mới nguyên hộp xốp này, mạch chạy mạch Class TD bản mới cao cấp như này mà với giá 4.600.000 bao ship. Chốt đẩy nhắn tin ngay cho em, chốt đẩy MA2900. Đấy, và tất cả mua đẩy bên em lần đầu tiên các bác mua không phải cọc luôn. Trên thị trường tất cả các đơn vị mua đẩy phải cọc đúng không? Riêng em đoạn tin bán không cọc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Chốt đẩy MA2900 thì em dám cam kết các về cái chất đồng này. Và độ đẹp của dòng này thì không phải bàn cãi rồi. Ok cho 4.600.000, quá xứng đáng. Rồi, và ngày mai đây. Ok, mùa 1 đầu tháng bác nhớ ủng hộ cho một like nhá. Mùa 1 đầu tháng em mới vào ủng hộ cho một like nào và đăng ký kênh em nhá. Rồi. Và ngày hôm nay đây. Em còn 5 chiếc mic có dây của Mixur KMS9 hàng cao cấp nhá. Em bán giá thực sự ngỡ ngàng luôn nhá. Một dòng mic dây cao cấp của Sure, nguyên hộp xốp luôn. Rất là đẹp nhá, tai mic rất đẹp luôn. Đây cho mình nhìn tai mic rất đẹp. Thực sự về cái chất âm của này thì nó còn hay hơn rất nhiều cái dòng mic không dây loại 2-3 triệu ngoài thị trường. Đây, dây xịn, dây mic dây xịn nhá, dài 5m, dây xịn là chống nhiễu hết nhá, mạ đồng hết. Và cho mình xem củ mic này. Thực sự nhìn củ mic dây nó quá chất luôn. Nhìn củ mic dây nó đẳng cấp không các bác? Quá yên tâm là khi mua hàng các em cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán. Có mua một chiếc mic dây KSM9 này, ngoài thị trường không bao giờ dưới 900.000 một chiếc. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay bán, em vừa bán cả như là vừa bán vừa cho luôn. Thực sự với giá cực kỳ sốc. Bắt đầu chốt nhắn tin cho em, chốt mic dây. Đây, S9 nha. Cô mic dây M9 nha em, đây, model là M9, chốt mic dây M9 nha, bán 250.000 một chiếc. Đúng vừa chị bán vừa cho chưa? 250.000 một chiếc mic dây Sure M9 cao cấp này, bảo hành 1 năm luôn. Vẫn bao ship tận nơi, chốt mic dây M9, model là M9, nhắn tin nha, chốt mic dây M9 có 56 chiếc thôi. Bán thực sự giá nó quá rẻ rồi. 250.000 một chiếc, anh em mua ở đâu được nào? Thực sự anh em chả mua được cái giá 250.000 một chiếc mic dây này thì có không mua được rồi. Chốt mic dây M9 nha em, giá nó quá rẻ rồi. Sự với cái tầm giá nó quá rẻ. Đây, dây xịn chống nhiễu luôn. Chốt mic dây M9 cho em 250.000 nhá. Một chiếc mic dây này. Em sẽ bao ship ơi bỏ hành 1 năm, không ở đâu có giá này. Rồi và mọi chi tiết mua hàng hãy liên hệ qua số cho em 0916957808. Và xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại theo video nhau. Chào tất cả các bác nhá. Anh em cùng gặp lại video tiếp theo nhá.